Bạn đây. Bây giờ nhá, cô vẫn yêu cầu con chữa lại cho cô một lượt nữa. Được chưa? Nghĩa là sau khi mà bạn đã chữa lại rồi thì nó vẫn có một số lỗi ấy. Đấy, mà một số lỗi đấy vẫn rất là dễ thôi. Last year I had a wonderful summer vacation. Rồi cái bài này cô câu này được rồi này. My dad has four flight tickets for my family. Đừng có bảo là for my family can go nhá. Tại sao? Vì my family ở đây nó không phải là chủ ngữ. Đúng chưa? Nó đang là tân ngữ của từ for mà. Đúng không? Đấy. Nên là bạn ở đây gì? For my family to go to thôi. Được chưa? Bạn nối thành như này nhá. Chứ không phải là can go được đâu. Đấy. Who span is that? Được rồi này. You should take a flash flight when you go picnic. Ở đây nhá, nhớ cho cô là mình nên nói là gì? Go on a picnic một cụm nhá. Bạn ghi cho cô cụm này nhá. Đi đi picnic ấy, thì bạn nên nói cả cụm là go on a picnic nhá. Go on a picnic. Ok chưa? Vừa bị văng ra xong. Rồi. Câu ghi trong cô cái phần go on a picnic chưa? Vâng. Ok. Con vẫn chưa thấy màn hình của Máy con chắc nó bị chậm đấy. Rồi, tiếp này passport. We need a passport to go overseas. Được rồi. Nói chung là về cái bài này thì cô thấy nó cũng khá là ổn rồi. Chỉ để ý nhá. Như đoạn trước bạn, for flight tickets, đoạn đầu bạn quên chữ S ở đây đúng không? Đấy. Cái thứ hai chú ý là, nói chung là phải xác định nhá. Là ở đây ví dụ từ này nó đang là tân ngữ của từ này cơ. Đấy nên đừng có việc kiểu như cho các động từ, kiểu như là những động từ sau nó, theo kiểu động từ kia là động từ nó phải đi theo chủ ngữ ấy. Bây giờ đến phần 2 này, chữa nhá. I will tell you about my room. The old color in my room was blue. Câu này ok rồi này. Now I paint. Tại sao I lại có S ở đây? Nhìn thấy lỗi chưa? Tôi không chưa nhìn thấy cái màn hình phần bài 2. Nhìn thấy chưa? Chưa. Nó vẫn ở phần bài 1. Ở đây sang bài 2. Rồi. Chắc máy của con nó đang bị chậm đấy. Bây giờ con nhìn thấy cái chữ pen của con chưa? Now I paint, nhìn thấy chưa? Đấy, làm ai làm sao mà lại có S được? Chỉ có ngôi ba số ít nhá, phải là ngôi thứ ba nhá. Đúng chưa? Rồi. The world, với cả ở đây cũng không I paint the world, cái này mắc lỗi giống câu trên. Đúng chưa? Có nghĩa là gì? Cái the world này nó đang là tân ngữ của từ paint, đúng không? Đấy, thì mình không thể tự nhiên mình đưa một cái động từ kiểu lơ lửng ở đây như này được. Ở câu này con bỏ luôn cho cô cái từ become đi nhá. I paint the world white là được nhá. Ok. Tôi sơn tường thành màu trắng. Không cần cái chữ thành ở đây đâu. Bản thân cái chữ paint thôi. Sau đó paint something cộng color luôn. Ý là đã là kiểu gì? Tô cái gì màu gì rồi nhá.
I have a new bed, a new wardrobe. Rồi, and a new table. Câu này ok. My room is not very big, but tiếp câu này có lỗi nào đấy? Có chữ have. Phải sửa thành gì? Have. À. Và một lỗi nữa. Tự tìm nhá. Chữ furniture. Không, không, không. Furniture đúng rồi. Chữ container. Đúng rồi, content phải như nào? Bỏ S đi. Bỏ S bởi vì đã gọi là two verb thì làm sao mà có S được đúng không? My new bed is fantastic. Tiếp lại lỗi này được chưa? Nhìn thấy chưa? It has two drawers, so I can put my clothing. Clothing ở đây không cần thiết có S đâu. Hoặc là con dùng cái từ này my clothes thì hay hơn nhá. Quần áo này thì tốt hơn. Để cho các bộ quần áo ấy. Into that easily. Với cả không thể into that được. Biết tại sao không? Two drawers là số ít hay số nhiều? Nhiều. Số nhiều, nếu như that lại là cái đó, lại là số ít, nghĩa là nó không đồng nhất. Đúng chưa? Có nghĩa là cái that nó chính là thay cho cái này đúng không? Đấy. Mà nó đã thay thì nó phải thay kiểu như là đang một cái bên là số nhiều thì cái kia cũng số nhiều, bên số ít cái kia cũng số ít. Thì ở đây ví dụ bạn phải nói là them, đúng chưa? My wardrobe is large, it is taller than me about almost, almost lần nào cũng viết sai chính tả nhá. Meter cũng viết sai chính tả. Thiếu chữ L đúng không? Meter thừa một chữ tờ. My new table is also beautiful because the shape of the table. Table viết sai chính tả này. Table viết sai chính tả nhá. Nhìn thấy chưa? Thiếu chữ gì? Con có chữ L. Con không hiểu sao bắt được cô. Rồi. And it is very convenient to study, play games. Rồi. I will have a bookshelf to put my comics, my books I study at school and my paradigms. What about your room? Please tell me what. Oh, mình không dạy là what new nhé, mà phải là what is new in your room nhé. What is new? Rồi. I cannot wait to see your letter. Ok. Thế thì ở phần này nhá, vẫn tập trung để ý kỹ cho cô về phần chia động từ số ít, số nhiều này. Nhá. Và một phần nữa, đó chính là gì? Two verb. Chứ cô thấy để ý là con đang bị thứ nhất, two verb thêm S. Cái thứ hai là ở phần ban nãy, bạn còn to studying, to playing. Đúng không? Trước khi chữa ấy. Đấy. Nhớ kỹ, cứ thấy two verb là two verb nhá. Không... Đấy, còn khi nào mới là to verb in? Khi mà cái từ to đấy mang nghĩa là giới từ cơ. Còn ở đây nó không phải là mang nghĩa giới từ, mà nó là để gì? Nối giữa hai động từ. Được chưa? Nó dùng để nối giữa hai động từ, chứ nó không phải là một giới từ ở trong trường hợp này. Vì vậy nên là phải cẩn thận nhá. Nghĩa là bạn sẽ có mẫu câu it is cộng tính từ cộng to verb. Nhớ mẫu đấy chưa? Đấy, chứ nó không phải là cái phần mà look forward to verb đâu. À, to verb in đâu. Rồi. Thế thì còn cái phần mà con đọc bài ấy, thì cô nhận xét là như này. Lần này đọc thực ra là không được tốt bằng phần trước đâu. Có nghĩa là có thể thấy là chưa đủ sự tự tin, nói chưa được gì nhỉ, tròn vành rõ chữ. Nghĩa là có một số các câu bạn đọc bạn chưa chắc chắn nó là đọc như nào, hoặc là kể cả bạn hơi run ấy. Đó là đọc nó phải đanh giọng lên một chút, đúng chưa? Ví dụ nhé, in this letter, I will tell you about my room. Đọc rất rõ ra, không nên kiểu như là in this letter, I will tell you about my room. Kiểu như là mình đã bị kiểu hơi bị run ấy. Mình sẽ đọc từng cái câu nó thật rõ ràng, rành mạch.
chưa? Đấy, mình sẽ hạn chế kiểu bị run. Nhưng mà ở phần này thì cô có cái điểm khen ngợi. Thì đa số là cái này là một điểm đáng khen ở bạn. Ở đa số các bài đó chính là mình đưa được những cái từ mà mình học hôm đó, những từ mới vào bài luôn. Ví dụ ở đây bạn có luôn cái từ overseas, đúng chưa? Là phần hôm trước mình học này. Đấy, hay là bạn đưa được luôn cái từ fly tickets. Cái từ fly thì mình học và bạn cũng đưa được vào luôn. Hay là từ vacation ở đây, à đâu, không không không, cái từ tickets này. Đấy, bạn cũng đưa được vào luôn. Đấy, hay là từ wonderful. Thế là hôm nọ cô có hướng dẫn là nên thay từ great bằng từ wonderful đúng không? Đấy, thì cũng đưa được vào bài rồi. Hoặc là ở phần dưới này thì bạn cũng đưa được cái từ furniture này. Rồi cái từ fantastic, bạn không dùng từ great nữa, cũng rất là tốt. Hay là có từ large, bạn không dùng từ big nữa, bạn dùng sang từ large. Đấy. Hay là từ convenient hôm nọ học thì bạn cũng đưa luôn được vào bài sau. Rồi. Thế thì ở đây là những cái mà cô thấy đã có sự tiến bộ. Hay là có từ enough, đúng chưa? Hôm nọ mình cũng học enough, nghĩa là con có một cái điểm rất là tốt, là học gì là bạn cố đưa vào bài luôn được, bạn cố xoay sở sao để bạn đưa vào bài. Thì đây là một điểm tốt, nhưng mà những phần ngữ pháp vẫn phải cẩn thận nhá. Đấy. Rồi tiếp tục. Mình sẽ vẫn phần writing nhá. Và nhớ cho cô là thứ hai tuần sau mình sẽ làm bài kiểm tra nhá. Được chưa? Ở phần kiểm tra này cô sẽ có thể là 45 phút nó không đủ đâu. Có thể có phần cô sẽ giao trước cho con làm trước ở nhà. Con nhớ chưa? Đấy. Có nghĩa là có thể là cô sẽ không giao bài tập theo kiểu quá nhiều. Hôm đầu tiên cô định giao nhiều đấy, nhưng cô nghĩ là thôi cô sẽ không giao quá nhiều được, mà cô sẽ giao thành kiểu là cô vẫn giao ít như bình thường, nhưng sau đó cô sẽ cho bài để con làm trước. Đấy, và cô muốn là con tự làm trước những bài ở nhà thì cũng không có mặt, cô vẫn phải làm rất là cẩn thận, nhớ chưa? Đấy, vì đấy sẽ là cái điểm mà cô gửi cho mẹ. Hôm nay phải là test 4 rồi Ok, đấy làm cho cô bài này nhá. Có từ nào không biết thì hỏi cô luôn nhá. Được chưa? rồi. Tối Cô đa vẫn chưa nhìn. khi nào nhìn thấy bảo nhá. Rồi.
cố lên câu 3 nhá. Mình chữa nhá. Rồi. Thế là đã được đúng được 1 2 3 câu rồi này. Câu này thế thế sai đâu không? Đã đa dần rồi mà lại. À đúng không? Đa dần rồi thì làm sao mà còn chia nữa, đúng chưa? Thế lỗi sai của mình chưa? Đấy. Tiếp này. Rồi. Thế thì ở đây thấy là ví dụ was open thì phải như nào? Thêm ed phải là được mở đúng không? Nó đã sẽ một là bạn có thể dùng, có nghĩa là từ open ở đây con dùng được cả bị động lẫn chủ động, đúng chưa? Nhưng mà cố đều phải chia ở quá khứ. Đúng chưa? Ok chưa? Câu hỏi nhá, từ này nghĩa là gì? Từ entrance câu 2 này. Còn nhớ không? Không. Là vào cổng nhá. Được chưa? Ý ở đây chính là gì? Giá vào cổng nhá. Con có thể ghi cho cô này tất cả các nghĩa của nó. Cổng vào, lối vào, được chưa? Hoặc là gì? Giá, vé vào cổng nhá. Ghi hết nghĩa vào. Hoặc là cổng vào, entrance, được chưa? Entrance. Rồi. Tiếp tục nhá. Còn từ nào không biết không đây? Không. Chứ vừa nãy cô hỏi là biết hết chưa? Bảo biết hết rồi xong hỏi lại lại quên. Phải có gì là phải thành thật trả lời nhá. Quên mà cô không trách bằng cái việc mà không hỏi đâu, nhớ chưa? Quên thì học lại thôi. Nhưng mà quên mà ngại hỏi là không được. Không bao giờ được phép ngại hỏi. Nào. Bài này thì cô nghĩ là chẳng có cụm từ nào mới đâu. Vậy chỉ có phần ngữ pháp thôi. Làm nhá.
Cô ấy chữ phẩy vờ e nó là chữ hết viết tắt ạ. Đúng rồi, VE đúng không? Chữ have vừa viết tắt nhá. Chữ have viết tắt đấy. Đúng chưa? Ok. Ok, very good này. Since never leave, đúng rồi. Yeah. Yes, thế thì cô thấy là kiểu như là sau một thời gian mình ôn mình cũng đã có gọi là tiến bộ rồi đấy, đúng không? Thế là bài này mình cũng đã làm đúng được hết. Thế con nhớ cho cô thực ra là cái bài này nhá, nó tuy là đơn giản nhưng bạn có thấy là nó rất là gần với chương trình ở trên lớp của bạn không? Cái các cái mẫu câu ấy. Đúng chưa? Nên là những cái dạng mẫu câu này tuy không quá khó nhá, nhưng lúc nào cũng cứ làm cẩn thận cho cô nhá, vì thực ra là tuy là đơn giản, không quá khó nhưng lại rất là cơ bản và rất là sát với việc đi thi. Được chưa? Đấy. Bây giờ con có thể làm luôn cho cô cái bài viết thư luôn được không? Viết có 100 từ thôi thì có khi là mình viết đến tầm 9 giờ kém 10 là được ấy. Là xong. Con có viết 20 phút có xong được không? Hay là 15 phút, 20 phút? Có xong được bài viết thư Là được. không? Thế thử cố viết trên lớp xem như thế nào nhá. Thử thách bản thân chút. Đây, nó sẽ yêu cầu như này. I know I spend too much time watching television, nghĩa là người bạn của con nhá. Người bạn của con nói rằng là tớ biết là tớ dành quá nhiều thời gian xem TV. Cậu xem TV bao nhiêu lâu ấy? How much television do you watch? Ý là kiểu như là cậu xem TV ví dụ như là mấy tiếng một ngày hay bao nhiêu phút một ngày, rồi một tuần bao nhiêu lần, rồi thì một ngày bao nhiêu buổi sáng trưa chiều tối như nào ấy. Được chưa? What else do you do to relax? Và cậu còn làm những cái gì nữa để gì? Để relax, để thư giãn. Ok chưa? Thì cái cô nghĩ là cái đề này không khó đâu. Chỉ đơn giản là con giải thích về việc xem tivi của con, tần suất con xem, rồi con thường xem cái gì. Chẳng hạn như thế, rồi sau đó con giải thích thêm là gì? Sang một đoạn khác, con nói về các cái hoạt động khác mà con thường thường làm ấy để mà thư giãn. Bây giờ mình sẽ đọc thử một cái bài mẫu của nó nhé. Đây. How are you? I'm fine này. Con nhớ cho cô nhá. Cái bài này là một bài mẫu nhưng mà mang tính là một bài mẫu chưa đúng về mặt ngữ pháp. Bởi vì là nó biết là bản thân con đang đi học nên chưa thể đúng 100% ngữ pháp, nên nó cũng cho một cái bài gọi là hơi bị trật trẹo ấy. Bạn hiểu chưa? Nhưng mà mình chỉ học cái idea ở đây nhá, mình chỉ học cái ý tưởng của nó thôi, còn về phần ngữ pháp nó không đúng đâu. Hiểu chưa? Đấy. Nên là con sẽ không để ý quá nhiều ở phần ngữ pháp của bài này, con chỉ để ý idea thôi, còn phần ngữ pháp là cô dạy dạy con nhiều rồi và con cũng luyện tập nhiều rồi. Được chưa? Mình chỉ xem nó viết như nào nhá. Cậu biết đấy, tớ dành rất nhiều thời gian để xem tivi này, mỗi ngày này tớ đều xem tivi. Tớ rất là thích khi mà mẹ tớ
nó bảo đi. Đi về nhà rồi rất là tức giận khi mà nhìn thấy tớ đang ngồi trước tivi này. Đối với cả mẹ tớ thì tivi là một thứ không tốt. Đấy, nếu tớ sẽ trở nên rất là ngu ngu ngốc nếu như tớ xem quá nhiều này. Nhưng mà tớ rất là thích. Trong tuần thì tớ xem tivi khoảng 30 tiếng. Và để thư giãn, tớ có thể đi shopping hay là window shopping là đi ngắm đồ đúng không? Một tuần một lần. Tớ nghĩ điều đó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Thỉnh thoảng thì tớ cũng đi gì đây? Đi bộ với các bạn của mình nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái điều hay nhất để đi xem tivi vẫn là gì? À, vẫn để mà relaxing vẫn là xem tivi. Đấy. Nhưng mà cái bài này nhá, nhớ cho cô, nó không phải là một bài chuẩn đâu. Nó chỉ là một bài mang cái tính gọi là mình thử xem nó viết như nào thôi. Còn một bài chuẩn nhất của cô nhá, làm cho cô như này. Đầu tiên viết cho cô Dear, tên của Dear bạn đấy nhá. Opening. Đấy. Thì không cần thiết opening nữa đâu. Hoặc là con chỉ cần nói là gì, I'm fine, thank you, hay là cái gì gì đấy. Cảm ơn với bức thư lần trước của cậu, tớ vẫn rất khỏe. Còn cậu thì sao, gì gì đấy, được chưa? Đấy, sau đó tiếp đến body. Body gồm hai đoạn cho cô nhá. Chú ý này, con dành bao lâu thời gian xem tivi. Đoạn thứ hai, cách khác để con gì, relax là gì, và closing chính là gì. Đây, I can't wait to see you soon này, hay là I'm looking forward to seeing you này, I can't wait to hear from you. Nói chung mấy cái từ mà con biết rồi đấy. Được chưa? Thế thôi, và con ký tên. Nào, thế bây giờ làm cho cô nhá. Bạn sẽ đánh thẳng lên máy tính luôn nhá. Được chưa? Con cứ đánh đi. Sau đó cô sẽ bật một cái phông trắng lên để nhìn nhá. Bây giờ con cứ đánh trên đấy luôn. Lúc con đánh là nó có cái phông trắng đúng không? Đấy, thì cứ đánh đi nhá. Cô ghi lại ra đây này. Mở. Đầu tiên là dear này. Cái thứ hai là mở đầu. Là gì? Thăm hỏi sức khỏe chẳng hạn. Tiếp đoạn body thứ hai. Body là thân bài thứ hai ấy. Body một là how much time watching television. Body 2 của nó là gì đây? Other ways to relax. Đấy, xong một đoạn tiếp này. Kết bài. Kết tạm biệt. Rồi gì? Ký tên. Đấy. Đánh vào cái, bạn có thể phải đánh vào cái chỗ này, này. Không cần làm quá là khó đâu nhé. Chỉ là cố nhất là các đoạn văn nó phải rành mạch rõ ràng. Cái thứ hai, câu nào ra câu đấy, câu cú không lủng củng. Câu đừng có lủng củng dài dòng quá, vừa vừa thôi. Thứ ba là các cái yếu tố ngữ pháp nho nhỏ phải chuẩn. Đừng có sai am, is, are, do, da rồi số ít số nhiều này. Được chưa? Cái thứ tư về phần từ vựng, cố gắng nhồi nhét được một số từ vựng nâng cao vào. Trong một bài nên có khoảng tầm 3-4 từ nó hơi gọi là fancy một chút.
Làm đến phần nào rồi? Con với đoạn cuối. Xong rồi làm xong thì con nhớ đọc lại cho cô một lượt nhá. Chưa? Không chưa? Ta vẫn chưa thấy nó hiện nhỉ, cái bài của con ấy. Nhưng con phải bấm chỗ khác như thế. Nãy giờ cái bài đấy viết đâu, Con nó vẫn chưa hiện rồi. Ok, đĩa tôm này, để thử xóa cái chỗ này đi. Thank you, I'm fine. How do you do? Rồi. I think I'm a little bit in addicted. Ý là sao? I'm a little bit nhá. Ui dồi ôi, viết sai chính tả quá. Chữ a little viết như này là sai chính tả, lại thiếu chữ L nhá. Bạn rất hay bị sai chữ L. Phải là viết như này được chưa? Thiếu chữ L nhá. A little bit. Addicted thôi, không cần in addicted đâu. Với addicted phải viết hai chữ D nhá. Bỏ chữ in đi, nhớ chưa? Ok chưa? To watching TV. Ở cái chỗ này thì đúng là addicted to cộng verb in. I spend about 3 or 4 hours. 3 or 4 hours là số ít hay số nhiều đây? Số nhiều. Số nhiều lại thiếu chữ gì? Thiếu chữ S nhá. Ở đây for watching TV. Ở đây thì cô nghĩ là bạn có thể sử dụng cho cô từ on watching TV thì hay hơn nhá. Nên dùng từ on cho nó hợp với cả chương trình của Bộ Giáo dục.
đa số sẽ dùng on. On watching TV thì ok hơn nhá. I know watching TV too much can be harmful. Bạn không nói là harmful with my eyes nhá, phải là harmful gì? On. Harmful to my eyes nhá. Harmful to my eyes này. I often watch Teen Titans Go on a channel called. Sai rồi. Channel thứ nhất là phải hai chữ N nhá. Thế sao nó lại thành? Tiếp này, call phải là thêm, được gọi là thì phải là ED nhá. Called, được chưa? Khi mà bạn ý muốn nói là được gọi là, bạn phải viết là called ED nhá, vì nó là gì, bị động mà. Cartoon Network, I like it very much này. I also listen to, phải là listen to nhá, không phải listen some, được chưa? Nhớ listen to không? Ok cậu ấy. Listen to some music like EDM or sometime thiếu chữ S. Thỉnh thoảng đúng không? Maybe delta to relax. Maybe có thể thì phải là viết liền vào nhá. Được chưa? Nếu mang nghĩa là có thể phải viết liền. I often play games for relax to sai rồi. Phải là for relaxing chứ. Nếu sau for thì động từ phải là verb ing nhớ không? For là một giới từ mà. The name of the games I play is Liên Quân Mobile or Free Fire. Thế thì Liên Quân Mobile or Free Fire thì cô hỏi cô, con là có mấy game đây? Có hai. Hai thì tại sao the name lại một, lại là số ít được? Phải là the name thêm S chứ. Đúng chưa? Và is phải chuyển thành gì? À, đúng rồi. At the weekend, I usually... Ủa, usually viết kiểu gì đấy? Chưa biết cách viết chữ usually á? Con không nhớ được cách viết chữ usually. Thế viết lại đi cho cô thế nào. Yeah. Play football, ride a bicycle, and sometimes cũng vậy, thiếu chữ S ở cuối này. I go to the supermarket with my mom. In my opinion. Opinion lại viết thừa một chữ P nhá. Thừa chữ P. Một chữ P thôi. I think the best way to relax is listen. Lại listen. Không thể is listen được. Một là is listening, hai là is to listen. Nhớ chưa? Sau is ý, bạn không thể nào mà sau is mà động từ lại giữ nguyên si được. Nhớ cho cô nhá. Được chưa? Không thể sau is mà động từ lại giữ nguyên thể được. Bạn phải là is ý, listening to some music. Nhớ chưa? Listen phải đi với to. Because music have we less stress. Không đúng. Phải là help này chứ sao lại help này. Giúp đúng không? Với cả thứ hai là cô đã dạy rồi. Stress nó là một tính từ miêu tả tâm trạng thì phải có e gì? ED chứ. Bớt căng thẳng, từ căng thẳng mà nói về tâm trạng, tính chất ấy, tâm trạng ấy. Thêm ED. How about you? What can you do to relax in this summer holiday? Please tell me in the next letter. Cái đoạn cuối thì ok rồi. See you soon, Khánh. Thế thì nhá, cô muốn bạn làm cho cô này. Một là bạn có thể chụp ảnh hay làm gì tùy bạn lại cái đoạn này. Về nhà viết lại bài này nhưng đừng để sai những lỗi này nữa nhá. Được chưa? Hoặc là con tự nhớ trong đầu cái bài viết này đi. Về nhà viết lại một lần nữa. Nhìn tất cả đây nhá. Thứ nhất, addicted to. Được chưa? Thứ hai, không cần có in đứng trước đâu. Thứ hai này, little phải viết đúng chính tả này. Thứ ba này, những cái từ mà số nhiều là đừng có để quên S, nhớ chưa? Tiếp này, các từ như channel viết cho đúng chính tả này. Đấy, listen là phải có to, listen to cái gì đó. Sometimes, thỉnh thoảng ý, cũng phải có S, nhớ chưa? Sometimes, nếu mang nghĩa thỉnh thoảng phải có S. Đấy, và đừng có để các cái tính, cái nó phải về trước, về sau phải tương đồng. Ví dụ như là Liên Quân Mobile, Free Fire, đúng chưa? Nó là hai game. Đấy. Và bạn không, Liên Quân Mobile và Free Fire là hai game hay một game?
Hai thì con đừng dùng từ o ở đây, con dùng hẳn là en luôn nhé, và nhé. Nói luôn là gì? Các cái tên của các trò chơi mà tôi chơi là Liên Quân Mobile và Free Fire này. On the weekends, I usually cũng nhớ cách viết cho chuẩn nhé. Play football, ride a bike and sometimes, mấy từ sometimes đây đều đang thiếu s, được chưa? Opinion viết chuẩn này. Thứ hai, listen cũng phải có to này. Thứ ba, gì đây? Stress, nói về tâm trạng con người phải có gì? ED. Được chưa? Rồi. Nói chung là cái bài viết về phần ngắn ý, cái bài viết ngắn viết theo câu thì hôm nay bạn đã có tiến bộ là bạn đã đúng đúng hết. Nhưng mà cái bài viết dài này thì mình vẫn cố gắng hơn một chút nữa nhá. Về nhà viết lại cho cô, bài đấy cô sẽ gửi lại. Đấy. Vẫn viết nội dung y hệt như thế là được, nhưng viết đúng chính tả, đúng ngữ pháp nhá. Ok, thank you so much and see you next time. Bye bye. Bye bye. Have a good yes, you too.